Chào mọi người, ôn thi học kỳ hơi buồn chán, cùng làm chiếc giỏ nhỏ xinh này với mình nha. Mình cần một chiếc cốc giấy, mọi người có thể dùng cốc có hoa văn họa tiết hoặc vẽ hay tô màu lên cốc. Nhớ là nên vẽ vời trước khi cắt nha. Cắt cái viền ở miệng cốc ra rồi cắt thân chiếc cốc như này. Cắt cho các thanh đều nhau chút nha. Uốn nhẹ cho các nan hơi cong ra ngoài. Rồi giờ mình gấp từng nan một xuống, gập xuống và cài vào trong nha. Đến đây lại kêu sao mà đơn giản thế. Đúng là đơn giản thật, nhưng cũng đẹp mà. Chiếc giỏ này có thể dùng đựng kẹo để thi thoảng nhâm nhi cho ngọt ngào, hay đựng những món đồ dùng học tập nhỏ xinh thì rất ok nha. Đã thế còn làm cho góc bàn thêm đáng yêu, như mình là muốn ngồi học nhiều hơn một chút đấy. Đan giỏ xong, giờ mình cắt bớt một phần viền của cốc đi và gắn vào để làm quai giỏ. Xong rồi nha, mọi người làm ngay và luôn chứ còn chờ gì nữa. Chúc mọi người thi tốt nha. Còn giờ thì bye bye.